năm do công của số 22 Lê Quang Minh và số 10 Trần Văn Thắng. Bàn rút ngắn tỷ số của Thiên Trường do công của cầu thủ mang áo số 99 Nguyễn Xuân Thành. Và như vậy là hiệp 2 đã trở lại. Trong hiệp 1 thì các cầu thủ Thành Nam là đội bóng kiểm soát bóng phần lớn thời gian của hiệp 1 và họ xuất sắc có 2 bàn thắng vượt lên. Tuy nhiên Thiên Trường cũng đã kịp thời có được bàn thắng rút ngắn tỷ số để giữ đá hơn trong thời gian còn lại của trận đấu này. Lỗi rồi. Phải chút xíu tay cũng mạnh nhỉ. Như này là đá cầu lỗi. Đã có thẻ vàng dành cho Đình Hưng ở trong tình huống phạm lỗi này. Đá thẳng không được. Sẽ có quả đá phạt góc cho Thiên Trường. Không vào. Con trâu đá vào đây. Anh ấy nóng tuổi lắm rồi. Con bảo tổng nhỉ. Như vậy là đã có lỗi. Ê, không vào. Cú đá rất nguy hiểm của Trần Văn Thắng. Cú phản công của Thiên Trường. Không được. Các cầu thủ Thiên Trường đã truyền hỏng vào tình huống cuối cùng của pha liên bóng khá ưu. Rất tiếc là các cầu thủ áo xanh lại không có cú sút. Đây là Trần Văn Thắng. Vẫn còn. Cầu thủ mang áo số 91 Trần Quang Huy đã vào sân trong đội hình của Thành Nam. Đây là Trần Quang Huy, không được, đột phá không thành công. Nguy hiểm. Thế nào? Vẫn còn. Sút xa. Không được. Vâng là đã có lỗi. Chuyên nghiệp lắm không? Thêm một thẻ vàng nữa. Lần này dành cho số 77 Bùi Văn Tùng. Trận đấu bán kết thứ hai đang có chất lượng chuyên môn rất cao. Như các chơi. Cảm lỗi em ơi. Và đá phạt cho Thành Nam. Cú đá thẳng không được. Cơ hội phản công cho Thiên Trường. Theo quan sát của chúng tôi thì các cầu thủ thường cầm bóng và đột phá quá nhiều. Cần phải phối hợp đồng đội tốt hơn. Cả đội đều đã phạm 3 lỗi tổng hợp. Đây là Đức Hậu. Bây giờ thì quyền đá biên thuộc về đội Thiên Trường. Đây là Bùi Đức Hậu. Càng ngang. Đức Hậu không bay. Vẫn còn. Đá phải không bay. Và kết thúc của Hoàng Thạch. Bóng đã đi vào xa. Và hiệp 2 này thì Thiên Trường đã chơi tốt hơn rất nhiều. Và họ đẩy cao đội hình gây được sức ép khá tốt. Vẫn còn. Kết thúc đi. Không được. Cơ hội phản công.
Đây là Quang Minh. Mất bóng rồi. Cơ hội phản công. Mất bóng. Liên tục tiếp tay tình huống để mất bóng. Đây là Quang Minh. Quang Minh đẩy bóng dài quá. Tốc độ của trận đấu đã cực kỳ nhanh trong những phút vừa qua. Và hiệp hai này thì có thể nói là theo quan sát của chúng tôi thì đội Thiên Trường đã chơi khởi sắc hơn. Không có lỗi chấm mất thắng. Tốt quá. Rất là cầu thủ mang áo số 38 bên phía Thành Nam đã vào sân. Không được, như vậy là đã có lỗi rồi. Nhanh rồi. Lỗi tổng hợp thứ tư của đội Thành Nam. Đã chuyền bóng vào, không được. Vẫn còn. Nỗ lực của Quang Huy. Có thể nói là vào hiệp hai này, hai đội vẫn chơi rất nỗ lực. Tuy nhiên đội Thiên Trường đã chơi có phần khởi sắc hơn và tạo ra những tình huống tấn công rất hấp dẫn. Thành Nam đang lùi thấp và đá phòng thủ phản công với mũi nhọn số 22 Lê Quang Vinh của mình ở bên phần sân của đối phương. Trong khi đó thì đội Thiên Trường lại tấn công nhóm khá hay, phối hợp nhóm khá tốt ở trong hiệp hai này. Vẫn còn đã xử lý rất tốt, rất khéo. Không được. Nỗ lực kết thúc là của Bùi Đức Hậu. Bùi Văn Tùng, không được. Ôi, thằng Hậu ra rồi. Nãy kỳ vào nữa. Trận bán kết thứ hai đang có chất lượng chuyền liền rất cao. Và cả hai đội đã chơi đầy cống hiến ở trong trận đấu này. Số 38 Trần Quý Thành hay còn gọi là Thành Gà của đội Thành Nam đã vào sân. Bây giờ thủ số 7 Mạnh Tú đã trở lại. Thành Nam không được. Người ta đội bóng là Quang Huy. Trần Văn Thắng đã lùi rất tốt về hàng phòng thủ của đội Thành Nam. Trần Văn Thắng là người rất hay. Thành Gà đã không chuyển bóng thành công. Nỗ lực của Trần Văn Thắng không thành công. Rất tốt. Chuyển bóng vào, cầu thủ đi, bóng vào. Và chuyển bóng rất tốt của Trường Cư. Và người kết thúc là cầu thủ mang áo số 12, đó là Chu Văn Thượng. Phản góc cho đội Thiên Trường. Không được.